nhìn thấy mặc đồ là biết đang đi đâu ha. Tại vì bữa giờ mình set up cái camera trên cái nón bảo hiểm á, nó hơi cực, cho nên cũng chưa có ra clip được. Đi Phan Thiết nè, để test thử chiếc R3 đi tour sao nè. Quay luôn cho bạn có vlog. Mai là cặp này ra ngoài Phan Thiết với mình, nhưng mà hôm nay mình ra trước. Thì chủ đề hôm nay mình sẽ nói là mình mua xe cũ về á, mình nên ra hãng sửa hay là mình nên ra những cái tiệm tư nhân. Thì cái clip này nó cũng sẽ giống như cái clip mà mình đi về quê bạn gái mình ở Bến Tre á, là nó sẽ dàn trải hết một clip luôn và nó làm thành một cái travel vlog luôn. Thì nó như vậy mà các bạn coi nó sẽ đỡ có chán ha. Thì mình đi tour kỳ này là mình gắn theo một cái baga HRV với lại một cái thùng 45 lít phía sau của Givi, là coi như là đồ của hai đứa mình là bỏ vô trỏng là coi như là ok hết luôn á, không cần phải đem gì thêm nhiều á. Chắc lắc hồi ra cái đường nào nó trống trống xuống xíu xíu là mình quay cho các bạn xem á, chứ bây giờ hơi chật. Đang trên quốc lộ 51 nữa các bạn, mình đi cái giờ hơi tan tầm chút xíu, chạy càng nhích. Mà thanh niên gì đá xi nhan rồi chạy càng lớn. Này lâu lắm rồi mình mới đi lại Phan Thiết á, từ lúc mà shop AMV đi cái đợt đầu tiên, đi cái không đi trip đầu tiên là vào tháng rồi năm 2018 á. Thì bây giờ mình mới đi lại. Thì kỳ này là mình đi ra một cái chỗ homestay rất là đẹp, nó tên là Meraki Oasis. Không phải là homestay, nó là kiểu khách sạn á, nhưng mà cái thiết kế rất là đẹp, nó gần biển luôn. Thì chắc mình ra ngoài thì mình sẽ quay được nhiều hơn cho các bạn xem. Và đến với cái chủ đề chính ngày hôm nay á, là mình muốn nói là khi mà mình mua xe cũ về là các bạn nên đem ra hãng hay là đem ra một cái tiệm rửa xe tư nhân. Thì đối với bản thân mình thì mình được trải nghiệm hai cái hãng cũng khá là lớn tại trong cái ngành xe mô tô như thế này, là KTM với lại Yamaha. Thì mình không có đánh giá mà mình cũng không có kiểu như gom bóc một cục, gom cả nắm vơ đủ cả nắm đâu. Nhưng mà mỗi khi mình ra hãng mình trải nghiệm thì cảm giác nó rất là khó chịu và nó khá là ức chế các bạn. Ủa, khoan, đi thẳng hay quẹo. Đi bên kia mới đúng. Nó không những xe hơi chạy nhanh mà xe máy chạy cũng nhanh. Hết bị lộn cái này hoài đó. Đi ra đường nào mà lúc nào cũng bị lộn. Thì lần đầu tiên mình đi ra cái xem hãng á, là mình kiểm tra một số thứ chung là cũng đơn giản thôi. Mấy anh lại không kiểm tra đúng cái thứ mà mình cần kiểm tra, mà lại kiểu như cũng mình cũng giam xe đó một vài ngày xong rồi cũng kiểu để đó tìm phụ kiện đồ rồi đón bệnh này kia nhiều á. Thì rất là tào lao luôn, nó là khá là tào lao. Kiểu như bệnh của bạn một đường mà mấy anh lại đón một nẻo á. Rồi khi mà mình ra cái hãng Yamaha Tao đó, nghe là thấy hành tráng, nghe thấy bự. Là hôm bữa cái xe mình bị cái lỗi 46 các bạn, code 46. Theo mình tìm hiểu trước khi mình đăng bài lên group R3 Sài Gòn á, là mình coi là lỗi 46 chính là lỗi bị sạc hoặc là bình. Mình đem ra hãng để mình có kiểm tra như vậy để mình biết được coi là mình bị cái gì. Tại vì xe mình đang chạy thì nó tắt điện hoàn toàn luôn các bạn, nó tắt điện rồi nó tắt cái động cơ hoàn toàn luôn, không có cách nào bật lên lại được. Thì mình bị một lần, sau đó mình mới thay một cái bình mới, và sau khi thay bình mới xong thì nó lại bị tiếp. Thì mình mới biết là đây là do, không phải là do bình rồi, nó nằm ở chỗ khác. Cái đợt cái máy tắt máy lần thứ hai á, thì nó bắt đầu nó hiện một cái mã trên phía trên cái đồng hồ là 46, code 46. Công an. Mình mới cảm giác là nó không có ổn, tại vì đem ra hãng Yamaha Tao thì mấy anh kêu là bị cái bình, và cái bình của mình mới mua về thì không có sạc, và mấy anh sạc cho mình cái bình. Rồi nói chung là cũng
dặn là mốt em về em nhớ mua bình mới về thì nhớ sạc. Thì mình mới kêu là anh ơi mấy anh kiểm tra giùm em cái sạc đi. Thì mấy anh mới kêu là kiểm tra rồi, không sao hết, sạc của em bình thường. Có nghĩa là sáng hôm đó mình đem xe ra hãng và tối hôm đó là mình bị ù rớt trái bưởi hả, ở trái dừa. Và tối đó mình bị tiếp mấy bạn. Má coi chị nói không, mình cọc quá rồi, mình cọc quá khóc rồi bây giờ hả. Mà may sao nó tắt máy ngay chỗ Bùi Đình Túy. Thì Bùi Đình Túy là ngay tiệm sửa xe của anh Nguyễn Chí Nhân. Rồi mình phải gọi cho anh Nhân để nhờ mấy ảnh đẩy xe mình vô trong cái tiệm. Bây giờ xe chạy được mẹ đâu mà chạy về. Nói cảm giác chạy con mấy con sport này nó thác ghê luôn. Muốn nhiêu là có nhiêu. Six and a half hours later. Ok, thì hôm qua mình đã, nói chung là mình đã đi tới đây, khách sạn ở đây cũng khá là sớm, lúc tầm khoảng 7 giờ. Và mình nhận phòng rồi thì hôm nay bắt đầu chơi ở Phan Thiết. Thì mình quay cho bạn xem, các bạn xem một chút xíu qua phòng của mình. Nó khá là đơn giản là nó có một cái toilet ở bên trong. Rồi cái giường nằm đây. Hôm nay thì có mình để đồ, có một cái thùng của mình Vivi 44 lít ha, kệ để mọi thứ trên đây, nước non mình để thì mình để đồng hồ, nước hoa rồi thế này thế kia. Có anh bạn nhân viên mình cho mượn cái này để tự vệ. Thì sáng nay thì mình sẽ đi ăn sáng rồi mình sẽ chắc ra màu trắng chơi chút xíu, tầm khoảng cỡ 1 giờ là sẽ có một bạn khác đi đúc 390 tới đi chung. Căn phòng ở Meraki thì nó khá là rộng rãi vậy. Mình ở hai người một giường như này, double bed thì nó có thêm một cái kiểu như một cái sofa, một cái nó một cái gờ xong nó lót nệm lên trên, mình có thể để đồ hoặc là mình ngồi đây mình chụp hình cũng đẹp. Nó có một cái cửa sổ ở đây đó, thì mình nhìn ra ngoài được đó, mình nhìn ra ngoài được luôn. Mà không biết được là người ta có nhìn thấy mình không, có nghĩa là không biết được là người ta có nhìn từ dưới nhìn lên người ta có thấy mình không. Thì mình tại vì mình ở trên mình xuống mình thấy họ. Trang trí trong căn phòng cũng khá là ok, nói chung là tạm ổn so với giá tiền. Đây có đèn, mình thấy không đó. Sẽ có một cái phòng tắm ở ngay đây rất là đẹp, mà mình sẽ đi vô trong cho các bạn xem ha. Thì nó khá là ok, rất là rộng luôn nha. Mình có một cái cửa mình sẽ đóng lại. Rồi bên đây là một cái giá treo đồ, mà mình treo rất là nhiều thứ. Dưới đây có quần áo, có áo khoác. Đây thì có một cái mặt kính để mình rửa mặt, đánh răng, trang điểm. Khách sạn cũng rất là chu đáo khi chuẩn bị cho mình một cái ly để súc miệng này. Mình sẽ đánh răng, rồi tăm bông, rồi lược, đủ kiểu hết. Thì bạn gái mình cũng mang thêm một cái lược ở nhà, đồ của bạn gái mình. Đây thì có một cái chỗ để treo khăn. Và cái điều đặc biệt nhất ở đây ấy, đó là chỗ này. Nó là một cái nhà tắm nhưng mà nó có một cái cửa sổ trời phía trên, cho nên khi mà buổi sáng các bạn tắm, các bạn sinh hoạt trong đây rất là đẹp. Và nó có ánh sáng tự nhiên vô, cho nên nhìn không gian rất là thoáng các bạn. Dù nó rất là kín nha, nó không có máy hút, không có quạt hút, nó không có gì hết, nhưng mà nó có một cái cửa sổ trời. Đó, cửa sổ trời này giúp cho các bạn sáng sớm các bạn tắm, các bạn sẽ có đón được ánh nắng nè, nó sẽ rất là đẹp luôn. Và bạn nào mà nghệ các kiểu thì có thể chụp hình trong đây luôn, vẫn rất là đẹp. Nó vẫn có một không gian chụp hình check in rất là đẹp, chụp kiểu sexy cái kiểu. Thì ở đây nó có một cái vòi tắm mà kiểu như là tắm trần ở trên đây nè, chạy xuống, hoặc là tắm bằng vòi sen. Rồi có một cái chỗ đây để mình rửa tay hoặc là mình giặt đồ gì đó cũng được. Tất cả nó đều modify bằng một cái này. Thì vặn núm như thế này thì nó sẽ chuyển chế độ bật thì bật bằng cái này. Toilet này kia vẫn rất là sạch sẽ. Và
Mình rất là thích cái chỗ này một cái là tại vì cái không gian phòng tắm nó separate, nó không có dính liền với lại cái nó có một cái cửa rất là bự để nó ngăn không khí bên ngoài vô đây, và trong đây nó lại không có quạt hút và nó không có gì hết. Cho nên mỗi khi buổi tối bạn ngồi toilet nè, thì khi mà bạn ngồi lên toilet nó sẽ không có bị kiểu lạnh đít. What the hell? Cái việc ngồi lên một cái nó lại bị lạnh đít thì cái này nó không bị lạnh đít. Highly recommend. Ok. Và bây giờ mình sẽ thay đồ và mình đi ăn sáng, xong rồi tới đâu đi đâu thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Ok. Xe mình đây. Hôm qua là quay được một số cái footage. What the fuck bro? Má cất chim này vậy? Cất chim mẹ bà đó. Thôi kệ đi, lát hồi kiếm khăn giấy chùi. Rồi bây giờ mình đi ăn sáng nha. Oh fucking hell. Oh my god. Nóng quá. À, để anh dắt cái trên kia chứ trên này nóng lắm. Đấy, cả yên sao đúng nóng luôn á. Ở cái khu Meraki này rất là nhiều thứ để quay các bạn, rất là nhiều thứ đẹp luôn. Thì để lát hồi mình quay cho các bạn xem. Bây giờ mình đi ăn sáng trước rồi đó. Thì mình nói tiếp ha. Bây giờ cái vấn đề của xe mình đó là nó bị cái giắc sạc. Thì sau khi mà mình đẩy qua bên anh Nhân á, thì anh Nhân ảnh có kiểm tra và ảnh có mở ra là cũng mới đầu mở ra là thấy liền luôn á, thấy liền luôn là cái giắc sạc đã bị cháy rồi, là dây điện này kia nó bị cháy hết. Và nó cháy luôn cái cục jack mà nhựa và để cắm ở trong cái cục sạc luôn. Cho nên nó mới dẫn đến tình trạng là bị lỗi 46. Đó, vậy đó, mà hay vô hãng thì hãng kêu bình thường. Cũng không hiểu lắm ha. À, cái vấn đề mình bị cháy sạc này á là một cái vấn đề rất là chủ quan. Mình để cái bộ áo mưa bộ á ở trong cái yên sau. Tình cờ là cái cục sạc của thằng Yamaha R3 này nó lại nằm dưới yên sau. Có nghĩa là nằm dưới ngay chỗ cái cốp á, nó có một cái cốp phía sau yên sau và nó có một cái miếng nhựa nó che lên cục sạc. Tình cờ mình nhét cái áo mưa vô thì nó lại làm bị sạc nó bị quá nhiệt, và khi sạc bị quá nhiệt thì nó dẫn đến tình trạng là cháy. À, như anh nhớ cái đường này là cái đường má cực kỳ xấu luôn á. Đúng không? Rồi là mày rồi may quá. À, cảm giác đang chạy lên đèo Bảo Lộc. Đèo Bảo Lộc hay đèo quá đèo Brand cái gì.
Ok rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình hiện tại mình đang ở Meraki Hotel. Ở đây nó quang cảnh nó rất là nhiều nha. Nó tùm lum hết và nó sát biển. Có nghĩa là nó đó, mình đi ra đây mình thấy biển miệt liền. Bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem một chút xíu không gian và cảnh trí ở đây ha, tại vì nó rất là đẹp. Hello. Cái khu ở viên mình ở thì nó nằm ở bên phía kia. Nằm ở bên tuốt ở bên kia kìa. Nằm ở bên kia thì lát hồi mình sẽ đi qua cho các bạn xem. Còn bên đây là cái khu bên đây là khu premium. Mỗi sáng mình bước ra nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như căn nhà bên đây thì đó, nó sẽ có một cái view rất là cận biển luôn. Bạn sáng sớm mình mở mắt ra là bạn thấy biển rồi. Hiện tại là mình đang đứng tại cái bãi giữ xe của Meraki. Thì các bạn chỉ cứ search trên Google Maps là Meraki Oasis Hotel thì nó sẽ ra được chỗ này. Xe mình đây, xe mình hôm qua đi không gặp mưa cho nên đi nó cũng khá là sạch các bạn này, chưa có bị cái gì dơ hết. Khá là sạch sẽ ha. Hôm qua mình gắn mình bỏ cái điện thoại lên đây là mình chạy thôi nè. Đây là cái chế độ điện thoại tích hợp sạc không dây. Đây hôm qua có thể thấy là mình chạy 80-90, gặp rất là nhiều bạn bò dưới hành trên xe này quá trời nè. Mình gắn cái tiêu cái bộ Scorpion này thì nó Scorpion GB cho nên nó hơi ồn, nhưng mà mình có gắn thêm một cái tiêu trong đây cho nên nó sẽ bớt ồn hơn và đi nó dễ chịu hơn. Rồi ok, mình đi đến cái khuôn viên của Meraki ha. Ở đâu cũng là nơi chụp hình của các bạn trẻ hết. Thì khi mà các mình bước vô á, nãy mình đứng ở chỗ đằng kia, thì khi mà các bạn bước vô là đây đó, thì cái chỗ mà đứng nãy là đằng tuốt đằng kia. Bây giờ mình sẽ đi vô cho các bạn xem ha. Nó sẽ có một cái quầy ăn uống ở bên này là dùng để sáng sớm thì mình khi mà các bạn book phòng ở đây, bất cứ cái phòng nào deluxe hay là premium hay là standard thì các bạn đều được miễn phí một bữa ăn sáng dành cho một người. Và bạn đi hai người thì bạn sẽ được hai bữa ăn sáng miễn phí ha. Thì bữa ăn sáng bắt đầu từ khoảng 7:30 9:30 7 giờ tới 9:30. Xung quanh đây nó đều có các phòng hết, nó đều có phòng bình thường và tất cả các phòng này đều gần biển. Ở đây nó có một cái hồ bơi kệ biển luôn, cận kề biển, và rất là nhiều bạn trẻ chụp hình ở đây nha, chỗ này nè. Đó. Mình đi đây á thì mình xác định là mình sẽ không có ở một cái phòng quá là mắc tiền đâu, tại vì đi chỉ có hai ngày hai đêm thôi. Mình đi từ lúc chiều thứ sáu thì xác định là tới tầm khoảng cỡ chiều thứ sáu mình sẽ chạy về và mình sẽ trả phòng vào lúc 2 giờ trưa thứ sáu luôn, cho nên mình cũng không có quyết định là sẽ ở lâu, và mình cũng không có chọn một cái view nó quá đẹp ở gần biển như này cho nó tiết kiệm chi phí chút xíu. Thì nếu mà các bạn đi qua đây thì nó sẽ có thêm một cái hallway để đi qua tới cái phòng nữa, có nghĩa là cái bể bơi ở chính giữa đó, và nó sẽ có hai cái hallway để đi tất cả các phòng ở đây và ở trên lầu cũng có phòng luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái chỗ cái khu thứ hai mà mình đang ở. Thì cái khu thứ hai mình đang ở là một cái khu standard, dành cho phòng standard thôi, cho nên nó cũng khá ư là nhỏ nhắn xinh xắn. Cái điều hay mình thích ở Meraki là nó là một cái khuôn viên khách sạn, nhưng mà nó là rất là private các bạn, nên là nó không có phải kiểu đó như những cái phòng deluxe nè. Đó, view kệ biển luôn thấy không, sáng sớm ở đây nằm phơi nắng nè, xong rồi ra ngoài nhìn ra biển đó. Và đặc biệt á, là cái phòng của mình book á, là mình may mắn là một cái là mình được vô một cái phòng nó nằm ở trên lầu. Thì khi mà vô một cái phòng nằm trên lầu á, thì nó sẽ yên tĩnh hơn và nó cách biệt hơn với mọi người ha. Đó, nó có một cái hồ bơi ở đây luôn, phòng mình là trên đây đó, đứng nhìn lên sẽ thấy ha. Tại vì mình đi chơi với người yêu mình á, thì mình muốn một cái gì đó nó rất là riêng tư và nó không có phải kiểu sùm rồi ở chung ở ghép hay thế nào hết. Thì Meraki nó có hai cái cửa ra vào, một cái cửa bên kia là cái chỗ để xe, còn mà các bạn ở bên đây, các bạn ở bên khu vực bên bên này nè, thì các bạn vẫn có thể đi ra được là bằng cái cửa này đó. Nó có một cái lối đi nhỏ ha, từ biển ở ngoài kia các bạn đi qua đây, là có một cây chính giữa rất là đẹp, đèn đuốc chiếu rất là đẹp. Nói chung là ở bất cứ cái phòng nào ở đây các bạn đều có thể chụp hình được hết, bất cứ cái chỗ nào cũng có thể chụp hình được hết đó. Rất là nhiều công viên để chụp hình và cái thiết kế của nó rất là mình đánh giá rất là sang các bạn. Nó rất là sang, nó rất là hiện đại. Khi mà các bạn ở tại đây á, thì họ sẽ thay khăn cho các bạn và xếp lại thay ra giường các bạn mỗi ngày. Có nghĩa là khi mà các bạn ra khỏi phòng thì họ sẽ auto họ vào, họ sẽ dọn những cái thứ họ cần dọn thôi, chứ không có phải là cứ dọn hết rồi đụng cái đồ đạc cá nhân. Trong cái phòng nó có một cái gọi là please makeup room, có nghĩa là đây này các bạn có thể thấy nè.
ở trên này người ta có treo một cái biển nè, please make up room đó. Thì cái please make up room này á, giúp cho các bạn ví dụ giống như là khi mà phòng các bạn quá ư là bừa bộn, cái phòng các bạn có quá ư là nó rác nhiều, ví dụ như bạn ở đây tầm khoảng cỡ 3 đến 4 ngày chẳng hạn, thì cái phòng các bạn nó sẽ khá là dơ, cát đất cát bụi này kia, các bạn đi chơi các bạn đi tắm biển thì cát nó vô trong phòng rất là nhiều. Mình treo cái biển lên thì họ sẽ biết, nhân viên ở đây họ sẽ đi thăm dò, họ sẽ đi kiểm tra từng phòng thì họ sẽ thấy được những cái biển đó, thì họ sẽ vô họ sẽ dọn lại hết, các bạn refresh cái phòng cho các bạn rất là đẹp luôn, rất là mới như cũ luôn. Rồi ok, thì nãy giờ mình đã nói, sáng giờ mình có nói với các bạn nghe là các bạn nên sửa xe tại hãng hay là các bạn nên sửa xe ở một cái chỗ tư nhân. Thì đối với mình, sau khi mình trải nghiệm hai cái chỗ sửa xe mà tại KTM với lại Yamaha sao á, thì mình khuyên các bạn là các bạn nên chọn một cái chỗ sửa xe tư nhân, nhưng mà họ làm sửa xe họ uy tín, họ có kinh nghiệm và họ có kiến thức rồi. Đối với những chiếc xe dưới 500 phân khối thì họ đã có tiếp xúc nhiều rồi, cho nên họ sẽ sửa xe các bạn đúng bệnh và nó sẽ đón bệnh tốt hơn. Còn mà đối với những chiếc xe luxury hơn, ví dụ như là BMW hay là Harley Davidson á, mà khi xảy ra lỗi vấn đề á, tại vì mình tin là với những cái hãng mà họ sửa những chiếc xe mà luxury á, hoặc là những cái dòng xe nó phân khối nó cao hơn rất là nhiều rồi á, thì nó sẽ dễ dàng hơn, họ sẽ có những cái thợ chuyên dụng. Dòng xe nhỏ thì những cái head Honda hoặc là head Yamaha nó nhỏ nhỏ thì thợ họ không có tay nghề cao, hoặc là họ không có chuyên môn về phân khối lớn, cho nên rất là khó để họ có thể sửa xe cho bạn đúng bệnh và nhanh chóng. Đó là lời khuyên của mình, là các bạn nên ra chỗ tư nhân để các bạn sửa xe thì nó sẽ ok hơn và nó sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bạn nhiều hơn. Đây là một chút xíu hình ảnh mình ăn ở một cái quán tên là Chameleon, và một cái quán cà phê với lại quán ăn nhẹ nhẹ luôn. Nói chung là mình không có recommend các bạn đi cái quán ở đâu, tại vì nó hơi phục vụ thì hơi chậm. Các bạn đi để các bạn chụp hình đó thì ok, còn mà đi để chụp và đi để ăn uống thì chậm lắm. Làm có một dĩa khoai tây chiên không mà hả, chắc 15-20 phút á. Bây giờ mình đang ra lại cái quán tối hôm qua mình ăn hải sản là quán Bibo. Thì quán Bibo này rất là nhiều người recommend nó trên Facebook. Hôm qua thì mình cũng ra ăn rồi, mình cũng thấy là ok, rất là ok. Hồi nãy là hai đứa em chạy đúc lên, đúc 390 á, thì lát hồi nó cũng chạy ở đây nó ăn chung với mình. Ngày mai thì tụi mình sẽ bào ra bọc cắn, thì ngày mai chắc chắn là sẽ có nhiều cái footage hơn cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình đi ăn hải sản thôi. Đây nè, tới rồi nè, nó nằm gần cái nhà trọ Baby 2 nè. Ồ, mới vậy rồi, sớm như không biết có ai nhờ. Chuẩn thì giống như gì nữa. Quán Bibo thì đối diện một cái quán Tuấn Thảo 180. Nhưng mà mình ăn ở Bibo mình thấy nó sạch sẽ với lại nó sáng sủa á, nên là quán phục vụ này kia cũng ok, nên vô ăn Bibo. Ok, lấy ăn xong rồi mình quay một số cái cho bạn xem ha. Trời, đĩa sò ra nữa là ngon. Nụ cười công nghiệp.
Ăn phải ăn như giờ nó mới gọi chuyên nghiệp nè. Cắm gái. Quay gì có được vô vlog không? Hỏi chữ. Có. Đặc biệt ngon không? Ở cái đây nè. Là. Nó xăng ở đây nó dở quá hay sao chạy nó có thấy cái giật. Hôm qua là ăn với lại người yêu mình rồi, hôm nay là có ăn thêm với hai bạn rẻ đi Đức. Đây, hai bạn kia đi Đức. Hả? Anh có thấy đéo đâu. Thì hồi nãy ăn xong quán ở Bibo rồi, bây giờ đi ra chợ Phan Thiết chơi. Mà để từ từ ra có cái chợ như thế nào, tại vì đó là lần đầu tiên mình đi chợ Phan Thiết luôn á bạn. Kỳ trước team AMV đi chơi là đâu có ra thành phố Phan Thiết như vậy đâu. Cứ lòng vòng ngoài cái đường Nguyễn Đình Chiểu đó, xong rồi đi về thôi. Thành phố Phan Thiết lần đầu tiên đi vô luôn. Có Nguyễn Công Viên bự ghê vậy. Center chơi cái dạc chắc không? Cũng bự quá chứ, nhìn như là nhìn như Hà Nội vậy. Cảm giác như mình đang ở Hà Nội. Rồi vô tới đây này cảm giác đang ở Đà Lạt. Đó, đây các bạn, đây là cái chợ nè. Đó. 101 thứ ăn vặt. Mà cũng phải đi chuyên chè. Nếu biết luôn, thấy đi chạy vô, thấy có hàng chạy vô. Cái Google Maps chỉ qua đây đổ lắm, đâm thẳng cái đường một chiều. Ủa sao thấy được hay vậy? Chỉ qua đây luôn. Má nãy mày đá đèn, tao tưởng cái gì biết không? Công an. Không, em đá hai lần, kêu đổ nhân lại cái Petro Limit cái này bên kia kìa. Má. Không hiểu ý, sao mày. Đụ má nãy tự nhiên có một thằng mặc áo đồ giống cơ động vậy á. Đồ cơ động á, mà nó ngồi với thằng bình thường. Ừ. Xong rồi cái nó ngồi nó nhìn á, anh đang chăm máy. Anh đang té. Nhìn qua thấy cái động chết mẹ rồi. Cái hả? Anh thấy anh nhìn má chết mẹ, đèn halogen mà sao nó bộ vàng mà công an mới đèn vậy thôi. Mà anh thấy nguyên đó đèn chết mẹ bắt hết á. Má đổ 100.000 xăng cứt. Chạy cái kêu độ đá đèn kêu cu vô bê vô biết. Tưởng công an biết điếu đâu. Ừ, ăn chè cũng được. Đủ mà có nguyên cái vi cầu mà lên cầu mà ngồi. Cầu. Có nguyên cái cầu chả bá lửa đó không thấy hả? Chợ méo có cái gì hết. Chúng ta tưởng đâu giống chợ Đà Lạt, ai ngờ. Bây giờ quành lại cái chỗ bãi đá ông Địa là gần Meraki. Nó chạy 14 cây thôi. Chúng ta quành lại chỗ cũ. Rồi đi thôi. Nó đúc rồi nó vậy. Trời lâu lắm rồi mới ngồi thẳng lưng ngang. Má ngồi hơi gió luôn. Quyền đâu rồi. Chút nó bự á, ngồi mấy chiếc gọt nó dễ vậy. À, mình đổi KTM Duke. Đây hết à, bao nhiêu km để hết à? Later. Hỏi này mới thấy nè. Đánh gì vậy? Quay bầu trời đây sao? Cái bầu trời không thấy sao nào. Hello mọi người.
Đây là buổi sáng tại Meraki, buổi sáng free ha. Mình đang ăn phở gà nè. Bên kia thì vợ mình ăn súp, có thêm một cái nước chanh dây miễn phí, rồi cà phê miễn phí, tự pha thôi, nhưng mà cái mọi thứ rất là sạch sẽ và rất là chất lượng, uống thử. Được cái view của cái buổi sáng là một bãi biển với những cô gái mặc bikini ngồi ở ngoài kia đó, rất là nhiều bể tắm luôn, thấy không? Rồi bây giờ mình ăn sáng ha. Trên đường đi mình sẽ quay cho các bạn xem về màu trắng. Mới sáng sớm dậy cho nên giọng hơi buồn ngủ ha. Ok, ăn thôi. Anh này quay phim đỉnh cao lắm. Ăn đi, quay tới lúc ăn xong luôn. Cũng được. Cũng được. Ăn 10 tô cũng được. Đi tới đây 30 mấy cây, rất là đã luôn, xung quanh mọi thứ siêu đẹp. Đi qua Bầu Trắng mấy lần rồi nhưng mà lần đầu tiên mới dừng ở đây chụp hình chỗ này. Đó, đi có hai chiếc xe, chiếc KTM 390 với lại chiếc R3 của mình. May được một cái là trời rất là nắng, rất là đẹp, không có bị mưa, không có bị gì hết. Trên đường đi thì cái GoPro của mình nó bị hư thẻ nhớ hay sao á, cho nên mình không thể nào quay được. Lát hồi mình sẽ kiếm cách mình chỉnh lại chút xíu rồi chắc test thử speed của con R3 trên đường màu trắng sẽ dễ hơn. Đây, cái biển màu xanh đỏ. Rồi, ai. Ok các bạn, bây giờ mới mượn được cái thẻ nhớ của con em. Mình chạy, mình sẽ test speed thử con này. Ra đường màu trắng mới dám test đi hả, đâu test đâu. Ok, bây giờ chạy xuống dưới xíu.
người mà đâu có chạy được. Trời, người ta nói... có người thì đâu có chạy được đâu. Người ta kêu đứng dừng lại rồi cho chồng chị quá. Rồi ghê lắm, mất công quá. Má ghê phải lùn. Ok, ok. Thì nãy test map beat chút xíu. Mình chạy lên xong rồi mình chạy về được 2 vòng. Chứ không có dám chạy thôi, chạy thẳng thì cái nãy có một cái khúc có người đi qua lại cho nên mình không có dám chạy nhanh. Chạy lên được tới 170 bạn, nếu mà đo trên GPS á là 162. Tôi nói khá ổn với một chiếc xe Jin thì nó cái đường màu trắng này nó hơi gió rồi cho nên chạy nó hơi khó chịu, nó cứ giật người lên. Còn bây giờ thì mình quành về để trả phòng và kết thúc chuyến đi Phan Thiết kỳ này. Lóc tới đây chắc cũng khá là dài rồi, thì rất là cảm ơn các bạn nếu mà các bạn đã đến xem video đến tận ngày bây giờ ha. Mình sẽ cố gắng mình sắp xếp thời gian để có thể có nhiều travel vlog hơn cho các bạn xem. Tại vì đi travel vlog thì nó dù gì thì nó cũng vui hơn và nó cũng thích thú hơn là làm vlog trong thành phố nhiều. Và tất nhiên là sau cái đợt chuyến đi kỳ này về thì mình sẽ có nhiều điều để mình nói về con Rava này. Nếu mà các bạn thích video này thì bấm một like ha. Hết nữa thì muốn theo dõi thêm thì cứ bấm vào nút subscribe. Kế bên cái nút subscribe có một cái chuông thông báo nhỏ nhỏ, click một cái chuông thông báo nhỏ nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Rồi, chào tạm biệt với các bạn.